Rồi ai ghiền coi skin dao skin súng các kiểu mà mình không có tiền mua ha thì vô đây ha, có mấy cái server này, link server này thì mình gõ control thôi, connect dust chẳng hạn ha, dust 2 chấm epic damage chấm cg. Rồi cái đó là mình phải tham gia cái Discord server này nha bà con. Discord server là chắc Trường để link trong mô tả. Rồi mình bây giờ mình lên cái trang chứa thông tin của mấy con dao, mấy cái súng là cityflot.com. Mình gõ cái mình cần kiếm ha, ví dụ như là cái con dao bayonet này. Mình thử con màu xanh này đi. Rồi mình đích phải ha, đích phải cái dấu hình ống nhòm ha. Copy link address, rồi mình vào cái Discord, vào cái kênh gen code nào nó cũng được, mình gõ là dấu chấm than gen, rồi mình khoảng trắng bát cái này vô thì mình sẽ ra được cái code liền đây. Mình copy cái code này, mình vào cái server mình vừa chạy lên, mình nhấn chữ U ha để chat á, mình gõ control V, nhấn enter thì bạn sẽ thấy là cái con dao của mình nó đã có rồi. Đây đó, con dao bayonet xanh lè đó. Ha, dành cho anh em nào ghiền xem dao súng mà mình không có tiền mua.